Và mặc dù đã nói ở cái ho trước là mình sẽ không đi shopping nữa, tuy nhiên thì mình không nghĩ là điều này có thể xảy ra. Hello mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình lại quay trở lại với một cái video mà mình nghĩ là sẽ rất là nhiều bạn mong đợi, đó chính là một cái high-end ho. Và cái high-end ho lần này sẽ rất là lớn luôn, có khi còn lớn hơn cả cái đợt tháng 12 năm ngoái của mình. Thế nên là không chần chừ gì nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào luôn với ho nhá. Ok, thì mình đã có một cái list dài ở đây, mọi người có nhìn thấy không? Mình đã ghi lại tất cả những cái món đồ mình đã mua kèm theo giá cả các thứ để có thể báo giá cho mọi người luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với những cái món đồ của một hãng mình đã mua nhiều nhất, đó chính là Dior. Lần này khi mà về châu Á thì mình đã mua rất rất là nhiều đồ Dior luôn. Ok, và đây thì là món đồ đầu tiên. Nhìn thì chắc là mọi người cũng đoán được đây là cái gì rồi đúng không? Đây chính là một cái túi Lady Dior Micro mà mình đã mua từ hồi tháng 6. Thực chất thì đây là một món quà mình nhận được từ anh mình vào ngày quốc tế thiếu nhi ấy. Nhưng mà đây, ta-da, đây là một cái chiếc túi mini cực kỳ dễ thương và mình đã chọn mua màu hồng. Bạn này thì mình đã mua ở Việt Nam, thế nên là có giá khoảng tầm 94 triệu đô đô thì sẽ là khoảng tầm 4.020 đô. Và đây mọi người có thể nhìn kỹ tất cả những cái chi tiết ở chiếc túi này nhá. Cực kỳ dày dặn và chắc chắn, form cũng rất là đẹp và cái màu cũng cực kỳ xinh. Mình thì đã có sử dụng bạn này liền tù tì khoảng tầm 1 đến 2 tháng rồi. Và như mọi người có thể thấy thì nó hơi hơi bẩn hơn một tí thôi nhưng mà không quá đáng kể. Mọi người nhìn thì vẫn rất là mới mà đúng không? Và bạn này thì đựng được tương đối khá là nhiều đồ. Mặc dù bé thế thôi nhưng mà mình vẫn có thể đựng được ví tiền, tại vì mình dùng card holder ấy, là cái ví đựng thẻ thôi. Sau đó thì cũng có thể vừa được một thỏi son hay là một cái cushion gì đấy nho nhỏ xinh xinh. Nói chung mình thì cũng không phải là một người xách quá là nhiều đồ khi mình đi ra ngoài, thế nên là cái size của cái túi này mình thấy chấp nhận được. Ok, cái món đồ thứ hai cũng là một chiếc túi luôn và cái túi này thì to hơn một chút. Ta-da! Đây thì mình đã sử dụng một cái dust bag khác, tại vì mình đã để hộp ở Việt Nam rồi thì mình không cầm qua đây được ấy. Ta-da! Chắc là mọi người cũng đã nhìn thấy cái em túi này rồi. Đây là cái bạn Lady Joy denim mà mình đã mua ở Sài Gòn. Và cái lúc mà mình mua cái túi này thì nó chỉ còn đúng một cái ở trong cửa hàng thôi. Bạn này thì có giá là 110 triệu thì sẽ rơi vào khoảng tầm 4.600 đô Mỹ. Và lý do vì sao mình đã quyết định mua cái bạn này tại vì là mình rất là muốn một cái túi Lady Joy. Đây là cái phiên bản túi khá là mới, cái form túi ấy, nó kiểu ngang dài như này trông rất là lạ và trẻ trung. Nhưng mà mình thì không muốn mua một cái mà chỉ có một màu giống như là cái micro của mình ấy. Mình muốn mua một cái gì mà nó có cái chất liệu hoặc là cái họa tiết gì mà nó độc đáo và lạ hơn. Thế nên là khi mà đến cửa hàng rồi mình đã hỏi anh SC là có cái này không, và người ta đã mang ra và chỉ còn đúng một cái, thế nên là mình đã quyết định lấy luôn. Tại vì là khi mình xem qua những cái item ở trên mạng ấy thì mình cũng đã tia cái bạn denim này rồi. Bạn này thì cũng cực kỳ dễ phối đồ, mọi người có thể dễ dàng mang hàng ngày và trông nó cũng kiểu vừa đẹp và vừa casual ấy mọi người. Một điểm cộng của cái túi này là nó đựng được cực kỳ nhiều đồ, đây mình sẽ show cho mọi người xem nhé. Mình đã mang cái túi này khi mà mình đi máy bay bay sang Mỹ. Và đây mọi người có thể đựng vừa hẳn một cái ví to này, đựng vừa hộ chiếu, cushion, son, nước nhỏ mắt hay tất cả những cái gì đấy mọi người cần mang theo. Hơn nữa thì cái bạn này mình thấy là cũng rất là nhẹ luôn, nhẹ đáng kể so với tất cả những cái sản phẩm túi của Dior mình đã sử dụng qua ấy. Hai cái túi của Dior mình thấy cực kỳ nặng đó chính là cái Saddle và cái Lady Delight. Cái Micro kia thì nhẹ do cái size của nó, nhưng mà cái này mình thấy mặc dù nó to nhưng mà nó vẫn rất là nhẹ, thế nên là mình cực kỳ thích và cực kỳ ưng cái điểm đấy. Đó, thì đây là cái item thứ hai mình đã mua ở Dior. Ok, món đồ tiếp theo mình đã mua đó chính là một cái khăn. Ta-da! Cái bạn này thì đến từ collection Dior Riviera 2022. Ở đây nó là một cái khăn màu hồng kiểu magenta hồng tím ấy mọi người, rất là đẹp luôn. Mình nhớ là bạn này thì có giá khoảng tầm 16 triệu gì đấy, sẽ rơi vào khoảng tầm 680 đến 700 đô. Và lý do vì sao mình đã mua cái khăn này đó chính là tại vì mình đã đi cái event pop up của Dior ở Sài Gòn, và khi đó khi mà mua đồ ở cửa hàng thì mọi người sẽ được tặng kèm quà. Ngoài ra thì hôm đó cũng có một cái event talk show dạy mọi người cách quấn khăn làm áo hay là quấn khăn buộc tóc các thứ, nên là mình đã quyết định mua cái khăn này để về có thể quấn làm áo cũng được hoặc là làm khăn buộc đầu cũng ok. Và khi mà mua cái khăn đấy thì đây chính là cái món đồ mình nhận được, chính là một cái tote bag vải có ghi chữ Dior Riviera ở đây. Cái này thì là như màu cam hay sao ấy mọi người ạ. Ở đằng sau này thì có ghi chữ Christian Dior. Và cái collection Dior Riviera này thì có feature 3 màu chủ đạo, đó chính là màu cam, màu hồng và màu xanh nước biển. Thì đây, sau khi mua cái khăn thì mình đã có một cái tote bag rất là dễ thương như thế này. Mình cũng đã có sử dụng cái tote bag này đi máy bay các thứ cực kỳ tiện luôn, tại vì nó to nhưng mà nó khá là nhẹ, nhẹ hơn rất là nhiều so với cái book tote của Dior ấy mọi người, nên mình cũng cực kỳ thích em này. Ok, và những cái món đồ tiếp theo mình đã mua ở Dior thì là trang sức. Đợt này chủ yếu mình shopping ở Dior là tại vì mình muốn tìm đồ trang sức thôi, nhưng mà đi vào lại nhìn thấy những cái món đồ khác rất là đẹp ấy. Ok, đầu tiên thì mình có hai cái nhẫn ở đây. Mình nhớ là mình đã mua cả hai cái bạn này với giá là 23 hay 24 triệu gì đấy, sẽ là khoảng tầm 1.000 đô. Và đây, đây chính là hai cái em nhẫn đấy, rất là xinh luôn. Cái nhẫn ngắn hơn này thì mình sẽ đeo ở ngón này này, còn đâu cái nhẫn dài dài to to này thì mình sẽ đeo ở ngón út, trông nó sẽ như thế này.
Mình thì rất là thích phụ kiện của Dior tại vì giá cả phải chăng và cũng rất là dễ để style đồ nữa. Đây như mọi người có thể thấy là từ khi mà mình mua thì mình cũng đã sử dụng khá là nhiều rồi. Nhưng đây chính là hai chiếc nhẫn của Dior nhé. Sau đó thì ở đây mình có hai cái vòng tay. Hai cái vòng tay này thì một cái là 628 đô và một cái là 670 đô. Đầu tiên thì là cái này. Cái này thì nó có một cái xích ở đây này nhìn rất là cute luôn. Và khi đeo thì sẽ trông giống như kiểu mọi người đang đeo hai cái vòng. Nhưng đây chỉ là một thôi. Và cái thứ hai là cái mình thích hơn thì là cái da Dior này. Đó, nó có một chút, nó có ngọc trai và cái chữ da Dior này được gắn một chút hạt trong một kiểu lấp lánh ý. Ngoài ra thì còn có cái hình ngôi sao ở đây này, rất là xinh luôn. Và sau đó thì mình đã mua hai đôi khuyên tai ở Dior. Dạo này thì tai của mình nó bị bít lỗ rồi, thế nên là rất là khó để mình có thể sò được hai cái khuyên tai này vào. Nhưng mà hôm nào đấy mình sẽ đi bấm lại. Cả hai cái bạn khuyên tai này thì đều có giá là 816 đô. Nếu mình nhớ không nhầm, cái đầu tiên mình mua chính là cái này. Đây thì là cái khuyên tai Dior và có chữ Dior treo ở trên cái này này. Cái này thì nó kiểu trẻ trung và năng động hơn. Mọi người có thể dễ dàng đeo và style hàng ngày như thế này. Cái thứ hai này thì cũng khá là giống với cái đầu tiên, nhưng mà nó sẽ kiểu tiểu thư và nữ tính hơn một chút. Cái này thì mình hay sử dụng để đeo với váy hoặc là khi nào mặc những cái bộ đồ mà nó bánh bèo một tí. Thì đây mình sẽ đeo cái này. Nó có cái chữ CD này hiện ra khá là xinh. Và đó thì cũng là cái item cuối cùng mà mình có ở Dior cho mọi người. Và để tính tổng cộng tất cả những cái món đồ ở Dior mình đã mua thì sẽ hết khoảng tầm 1.000. Ok, và những cái món đồ tiếp theo mà mình có ở đây cho mọi người thì đến từ một brand mà mình cũng đặc biệt rất là yêu thích, đó chính là Prada. Và Prada đợt này thì có vô vàn đồ đẹp luôn. Mọi người mà muốn xem thì có thể đi qua cái vlog shopping của mình để có thể xem những cái món đồ mà mình đã nghía ở trong cửa hàng ở Prada. Nhưng mà bây giờ ở đây thì mình có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 món đồ ở Prada mình sẽ show cho mọi người xem. Sẽ show những cái món nhỏ nhỏ xinh xinh trước nhá. Đầu tiên thì mình có một cái này thì là cái gì nhỉ? À, bạn này thì là một cái chiếc nhẫn rất là xinh và từ khi mà mình mua thì mình đã dùng cực kỳ nhiều. Cái nhẫn này thì có giá là 15 triệu là khoảng 641 đô. Mình sẽ mở ra cho mọi người. Đây chính là cái nhẫn đấy. Cái nhẫn này thì khá là hay mọi người ạ. Đây, nó có một cái hột ở đây và cái logo Prada thì ở bên này. Khi mình đeo thì mình sẽ đeo vào cái món này này. Đó, rất là xinh. Ở đây thì là silver, thì là bạc. Cái mọi người mình thì rất là thích trang sức bạc. Thì đây cũng là một cái món đồ mà mình cảm thấy rất là lạ và đẹp, có thể dễ dàng đeo hàng ngày và dễ để phối đồ mix match các thứ. Sau đó ở đây thì lại có một cái món đồ phụ kiện nữa, và lần này thì chính là kẹp tóc. Kẹp tóc này thì có giá là 13 triệu là khoảng 555 đô. Và từ lúc mình mua kẹp tóc này thì mình vẫn chưa dùng mọi người. Ta-da! Cái này thì nó sẽ đi theo set, nên là mọi người sẽ kẹp hai cái cùng một lúc luôn. Khi mà kẹp lên thì trông nó sẽ kiểu như này này. Nói chung là cái chị SA ở cửa hàng kẹp cho mình thì nhìn rất là xinh. Còn mình thì không biết tự kẹp, vì nên là hôm nào đấy mình phải nhờ ai đó chỉ cho mình để mình có thể tự kẹp. Ok, sau đó thì đến một cái ví. Cái ví này thì mọi người có thể đeo qua người luôn. Cái ví này thì mình đã mua ở Singapore lúc khoảng cuối tháng 6 gì đấy. Và bạn này thì có giá là 1.190 đô, 90 đô xinh ấy. Thì đây, thật sự là từ cái lúc mua đến giờ về mình vẫn rất rất là thích cái bạn này luôn. Và bạn này cực kỳ dễ mặc, cực kỳ dễ phối đồ. Và đây thì là cái dây quai đeo và đi kèm. Ta-da! Đây thì là cái dây khi mà mọi người đã gắn vào. Và cái phần này này, mọi người có thể hoàn toàn điều chỉnh được, kéo lên kéo xuống như thế này. Và cái này cũng có thể làm vòng cổ luôn. Đã có một lần mà mình đã đeo cái này làm kiểu như là vòng cổ ấy. Mình điều chỉnh cái dây này cho dài ra, xong rồi mình luồn cái này qua đầu và đeo. Nói chung là cái này là một cái món vừa có thể được đồ, được đựng ít thôi, nhưng mà là một cái món phụ kiện cực kỳ đẹp mà mình nghĩ là sẽ add thêm rất là nhiều vào cho cái bộ outfit của mọi người. Nói ở cửa hàng thì có ba màu, màu đen này, màu bạc và một cái màu vàng cực kỳ đẹp luôn, và mình không biết là phải chọn cái nào ấy, nên là mình đã đi với một cái option mà hơi basic một chút, đó chính là cái màu đen này, nhưng mà vẫn rất là xinh và đến bây giờ thì mình vẫn cực kỳ thích. Ok, sau đó thì vẫn là một chiếc túi, nhưng mà chiếc túi lần này thì nó to hơn một chút. Ta-da! Mình đã phải cố gắng bê cái hộp này từ Việt Nam sang đây mọi người ạ, để bảo vệ cái em túi này. Bạn này khi mà mình mua ở cửa hàng cộng thuế thì có giá là 59 triệu. Mở ra cho mọi người xem. Có lẽ là mọi người cũng đã nhìn thấy nó khi mà mình unbox ở trên TikTok và cả Insta rồi. Trời ơi! Và đây thì là một chiếc túi màu trắng đính đầy hạt ở trên này luôn, và nó cực kỳ lấp la lấp lánh. Khi mọi người cầm lên thì trông rất là nổi bật luôn ý. Và thực sự là mình rất là thích những cái dòng mà kiểu lấp lánh như thế này của Prada. Thế nên là trước khi mà mua cái túi này, mình đã nhìn thấy bạn của mình ở bên châu Âu và nó đi mua cái túi này. Và lúc đấy thì đang rất là rẻ luôn ý mọi người ạ. Thế nên là mình nhìn xong rồi mình cũng kiểu wow, muốn mua quá. Nên ngày hôm sau đi ra cửa hàng và xem luôn thì đã có cái em này ở đấy. Mình quyết định mua cái bạn này màu trắng tại vì là mình rất thích túi trắng, chỉ sợ lúc mà dùng bị bẩn thôi ấy. Nhưng mà cái này thì nó có đính hạt khắp nơi luôn, thế nên mình cũng không sợ là bị bật vào những cái túi vải khác. Nên đây cũng là một cái item mà mình cực kỳ yêu thích và đã mua ở Prada. Ok, và hai món đồ tiếp theo thì là hai món đồ quần áo mình đã có ở đây cho mọi người. Ta-da! Mình sẽ show từng món trước. Ở đây thì mình có hai món đồ. Đầu tiên thì mình có một cái áo bằng ni lông này của Prada, và đây là một cái áo button up
Mình thì đã có mặc cái áo này hôm mà đi sinh nhật bạn mình, thế nên là trông nó hơi bị nhầu nhĩ một chút. Bạn này thì có giá là 46 triệu 500 nghìn, thì khoảng tầm 1.987 đô. Từ đầu thì mình không hề có ý định mua cái áo này đâu, tại vì thoạt nhìn thì đây cũng không hẳn là style của mình lắm. Tuy nhiên thì cái áo này chị SA của mình đã đưa để phối với cái váy ấy, mình sắp sửa show cho mọi người xem đây, thì mình thấy là nó rất là hợp với nhau. Thế nên là thôi mình cũng đã quyết định mua cái bạn này để đi chung với cái bộ váy kia. Và đây, tada, đây thì chính là cái váy đấy mà mình đã nhắc đến với mọi người. Bạn váy này thì có giá là 58 triệu, là khoảng tầm 2.478 đô Mỹ. Và mình cũng đã có đang hỏi trên Instagram, tại vì có hai kiểu váy mà mình thích, đó chính là một kiểu yệt như này nhưng mà là váy ngắn, là cái váy dài này. Cái váy dài này thì lại là cái chất liệu ni lông này, còn đâu cái váy ngắn thì là cái váy vải bình thường thôi. Thì khi mà anh mình dẫn mình đi mua cái váy này thì anh mình cũng thích mình váy dài hơn, thế nên là mình đã quyết định mua cái váy dài này. Một điều buồn cười là khi mà cái váy này mọi người đi lại nó sẽ nghe cái tiếng sột soạt rất là hay hay, và mình cũng hơi có sợ cái tiếng ấy một chút khi mọi người cào ấy. Sẽ nghe giống kiểu khi mọi người cào vào cái thước 3D ấy, và mình rất là ghét cái tiếng này luôn. Tuy nhiên mặc một thời gian rồi thì cũng quen. Và cái váy này thì rất là thoải mái, khi mà mặc thì cũng cực kỳ dễ phối đồ. Mọi người có thể mặc theo kiểu nữ tính hoặc là cái kiểu năng động cũng đều được hết. Thế nên là mình đã rất là vui khi mà mình đã mua được cái váy này. Hôm mà mình mua thì thực ra ở đấy không có size vừa với mình, mà họ phải điều chỉnh cái size váy này cho nó nhỏ lại, tại vì cái size mà họ có thì có hơi to với mình ấy. Tuy nhiên khi mà điều chỉnh xong rồi thì rất là vừa và cực kỳ xinh luôn. Và đây thì cũng là cái món đồ cuối cùng mình có cho mọi người ở Prada. Và tổng cộng lần này mình đã mua hết ở Prada khoảng 9.672 đô. Ok mọi người, tiếp theo thì cũng lại là một cái bra mà mình cực kỳ yêu thích luôn. Và nó cũng là một trong những cái bra mà có liên quan đến Prada, có lẽ là mọi người cũng đã đoán được rồi, đó chính là Miu Miu. Và lần này ở Miu Miu thì mình cũng đã mua kha khá đồ. Trong đó thì cũng có cả những cái món đồ mình đã mua từ cái đợt sinh nhật của mình mà mình chưa có bỏ vào ho và cũng chưa có show kỹ càng cho mọi người ấy. Thế nên là hôm nay mình sẽ bỏ luôn vào cái ho này. Ok, đầu tiên thì mình sẽ show cho mọi người một cái món khuyên tai mà mình đã mua ở đây. Bạn này thì có giá là 380 đô, cộng thuế nữa là 409.45 đô. Có lẽ là mọi người cũng đã nhìn thấy mình mang trong sinh nhật của mình rồi. Ta-da! Đây chính là cái đôi bông tai đấy. Cái đôi bông tai này thì nó khá là dài, trông nó kiểu trẻ trung ấy. Bạn này thì tương đối khá là dễ mang và mọi người cũng không cần lỗ tai để mang những cái khuyên tai như thế này. Tuy nhiên một cái điểm trừ nho nhỏ đó chính là khi mà mọi người đeo ấy thì mọi người phải tìm một cái điểm gì đấy để mọi người kẹp cho nó không bị đau. Nếu mà kẹp sai chỗ thì đeo trong một thời gian dài tai nó sẽ bị tê tê và nó hơi đau ấy. Nhưng mà còn đâu nếu mà tìm được đúng chỗ rồi thì nó khá là dễ đeo. Và khi mà đeo cái này thì mình sẽ buộc tóc lên kiểu như thế này, và mình sẽ thường thường mang cái này với một cái váy 2 dây hay cái gì đấy để có thể làm tạo điểm nhấn cho cái bộ outfit của mọi người. Cái món đồ thứ hai mình có ở đây thì cũng là một cái món phụ kiện luôn và cũng là trang sức. Ta-da! Ở đây thì mình có một cái bờm đầu mọi người ạ. Anh thì người ta gọi là headband, nó tiếng Việt thì mình gọi nó là bờm. Bạn này thì có giá là 650 đô, cộng thêm thuế nữa thì là 700.38 đô Mỹ. Và đây, ta-da, đây chính là cái bờm đấy. Bạn này thì có đính rất là nhiều đá và trông nó kiểu cực kỳ to, trông lấp lánh rất là đẹp luôn. Một cái điểm trừ rất là lớn ở cái bạn này ý, là cái phần chỗ này này mọi người. Đây, mọi người có thể thấy là nó kiểu bẻ vào như thế này ấy. Cái hôm mà mình đeo cái bạn này khi mà đi sinh nhật ấy thì mình đang ngồi ăn, thế xong một lúc sau mình tự nhiên cảm thấy tê tai, xong rồi đau hết cả đầu luôn ấy mọi người ạ. Không thể nào mà biết được là lý do vì sao. Nếu khoảng một lúc sau thì mình mới nhận ra là nó là do cái bờm này mọi người ạ. Tại vì nó cứ đè vào cái chỗ của mình ấy nên là nó bị đau. Tuy nhiên khi mà đeo vào như thế này thì nó rất là đẹp luôn mọi người. Thì nhìn nó kiểu rất là tiểu thư và nổi bật. Và nói chung là khi mà mặc những cái món đồ lồng lộn mà muốn kiểu như là tỏa sáng hơn nữa ấy, thì mọi người có thể sắm một cái bạn phụ kiện kiểu như thế này. Và Miu Miu thì cũng khá là nổi tiếng với những cái món đồ phụ kiện đầu ấy mọi người. Đó, thế nên là mọi người có thể tham khảo qua. Ok, sau đó thì mình có một cái bạn dây chuyền. Và cái bạn dây chuyền này thì mình đã mua ở bên Singapore. Bạn này thì có giá là 1.100 đô Sing. Và đây, ta-da, đây chính là cái dây chuyền đấy. Nhưng mọi người có thể thấy cái mặt dây chuyền nó có ghi chữ Miu Miu và nó có đính khá là nhiều đá, trông cực kỳ lấp lánh và đẹp. Bạn này thì có một sự kết hợp giữa vàng và silver là bạc luôn. Cá nhân mình thì thích bạc hơn là vàng, thế nên là mình đã quyết định mua cái bạn này. Cái chữ Miu Miu mà gắn ở trên này thì nó cũng có một chút ánh vàng, và cái bạn này thì là một cái dây chuyền kiểu dài xuống như thế này thôi. Nhưng mà mình thấy ở trên mannequin là họ đeo cái kiểu quấn như thế này này thì nó sẽ giống như kiểu hai cái dây chuyền ấy. Đó, thế nên mình đã quyết định mua cái này. Tại vì nhìn ở trên con mannequin rất là xinh. Ok, món đồ tiếp theo mình có ở đây thì là một cái ví. Và cái ví lần này thì là một cái ví dài hơn. Bạn này thì có giá là khoảng 595 đô. Và cái ví này thì là một cái màu hồng kiểu như là nút rất là xinh như thế này. Cái card holder của mình ý thì là cái ví đựng thẻ của mình thì nó nhỏ. Thì nó nhỏ bằng một nửa cái ví này. Còn cái ví này thì nó dài hơn. Sau đó ở đằng sau này thì cũng có chỗ đựng thẻ cho mọi người nữa. Mình thì đã sử dụng cái bạn này rất là nhiều khi mình về Việt Nam. Tại vì khi mà về Việt Nam thì mình chuộng sử dụng tiền mặt hơn ấy. Thế nên là mình hay để tiền mặt ở trong cái ngăn dài này, mặc dù là vẫn phải gấp vào nhưng mà vẫn có thể để được. Và cái ví này thì nó mỏng và nó nhỏ, rất là dễ dàng để bỏ vào những cái túi mini, những cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Thế nên là mình đã quyết định mua cái ví này. Tại vì chỉ với cái card holder kia thì nó hơi bé nên là không có thể để vừa. Nên là hôm đó đến cửa hàng và chỉ còn đúng cái màu này thôi mọi người, và đây cũng là cái màu mới nữa. Thế nên là mình đã quyết định tậu luôn này. Rất là xinh, cực kỳ dễ sử dụng và mình thấy là cầm cũng cực kỳ nhẹ, rất là vừa tay luôn. Bạn này thì mình đã sử dụng hơn 3 tháng rồi, mình thấy là nó vẫn khá là sạch. Thế nên là mình nhìn thấy nó trông vẫn
rất là ổn, rất là xinh đúng không nào? Ok, cái món đồ tiếp theo mình có ở đây thì thực ra không phải là món đồ mình mua mà là mình được tặng. Anh chị của mình thì vừa mới đi châu Âu và như mọi người đã biết thì đợt vừa rồi châu Âu giảm euro rất là mạnh luôn, euro giảm mạnh bằng đô luôn ấy mọi người ạ. Và cuối cùng thì anh chị đã mua cho mình một cái túi của Miu Miu. Và đây, ta-da, đây chính là cái túi mình đã được tặng. Bạn này thì có giá là 1.990 đô. Và nó là một cái túi kiểu vàng vàng bóng bóng như thế này. Màu này thì thực sự là khá là giống với màu champagne, trông rất là xinh luôn và nó cực kỳ nhỏ nhắn dễ thương. Mình thì chưa có những cái mẫu nào giống như cái mẫu này cả. Tại vì đây thì nó khá là giống kiểu như là một cái túi sách đi học ấy. Tuy nhiên với cái size kiểu mini thế này trông nó giống như kiểu một món phụ kiện, trông nó cực kỳ yêu, nhí nhảnh, cute. Mọi người có thể dễ dàng style cái này với những cái bộ đồ như kiểu học sinh này hay là những cái bộ đồ thể thao, tennis các thứ cũng cực kỳ yêu luôn. Và ngoài ra thì bạn này cũng có đi kèm một cái dây đeo như thế này. Có thể là mình sẽ móc nó vào và đeo nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ xách nó nhiều hơn. Và ở trong ấy thì mình mở ra cho mọi người xem, đựng được khá đồ. Mọi người có thể đựng vừa một cái cord holder, đựng vừa cushion, son và các thứ. Và điện thoại thì cũng có thể vừa được nhưng mà hơi chật mọi người ạ. Mình nhét vào nó sẽ bị căng, thế nên là có lẽ là điện thoại không được. Nhưng mà nếu mà điện thoại mọi người không sử dụng cái loại to này mà mọi người sử dụng cái size nhỏ hơn ấy thì có lẽ là mọi người có thể nhét vừa cái này. Ok, và cái món đồ cuối cùng mà mình có ở Miu Miu thì đó chính là một cái áo khoác. Cái bạn áo khoác này thì mình đã mua từ đợt cuối tháng 5 rồi. Và khi mà mình nhìn thấy cái chị SA gửi cái ảnh của cái áo khoác này ấy, thì mình đã phải chạy ngay đến cửa hàng và thử, tại vì nó đúng kiểu style của mình luôn. Ta-da. Bạn này thì có giá là 3.300 đô, khá là cao so với những cái món đồ bình thường mình hay mua ở Miu Miu. Tuy nhiên thì như mọi người có thể nhìn thấy nhá, cái form và cái chất liệu của nó cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Và nó thiết kế theo kiểu một cái áo thủy thủ, nhìn cực kỳ đẹp, cực kỳ học sinh và trông nó cũng rất là sang nữa. Thế nên là mình phải mua luôn mọi người ạ. Tại vì hiếm khi nào mình có thể gặp được những cái món đồ mà hợp style và mình ưng ý như thế. Mình đã mua cái bạn này về và mình đã mặc khá là nhiều ở Việt Nam, mặc dù ở Việt Nam nó khá là nóng ấy mọi người. Tuy nhiên mùa hè vừa qua mình vẫn đã mặc khá là nhiều. Còn đâu ở bên Mỹ này thì chắc chắn là sẽ mặc được nhiều. Mùa xuân, mùa thu hay kể cả mùa hè và những buổi tối thì nó cũng khá là lạnh. Thế nên là mặc cái áo này sẽ cực kỳ phù hợp. Và khi mặc thì có thể phối với những cái chân váy dài hay là quần cũng rất là xinh luôn. Thế nên là mình đã tặng em này. Và tổng cộng tất cả những cái món đồ lần này mình mua ở Miu Miu thì hết khoảng tầm 8.144 đô. Ok, những cái món đồ tiếp theo mình có cho mọi người thì đến từ Gucci. Hầu hết thì chỉ là quần áo và túi thôi. Đầu tiên thì mình sẽ show cho mọi người những cái món đồ mình đã mua trước nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ show cho mọi người túi trước nhé. Túi đây thì mình có hai cái, một cái là mình mua và một cái là chị họ của mình đã mua. Túi này thì ở trong cái bộ sưu tập Love Parade thì phải. Và hôm đấy thì bọn mình đã đến cái event này và đã phải pre-order những cái túi này. Túi của mình thì sau khoảng 2 tuần pre-order thì đã đến. Còn túi của chị mình thì 3 tuần 1 tháng gì đấy thì mới về đến cửa hàng. Thì đầu tiên mình sẽ show cho mọi người cái túi của mình trước. Ta-da! Cái túi này thì có giá là 2.801 đô. Sẽ mở ra và show cho mọi người xem. Ta-da! Ra này mình mở nó lâu rồi mọi người ạ. Và mình cũng đã dùng rất là nhiều lần rồi. Nếu mà theo dõi Instagram của mình thì có lẽ là mọi người cũng đã nhìn thấy mình xách cái túi này rồi. Bạn này thì là cái túi Jackie phiên bản mini. Mình đã mua màu silver thì là cái zip màu vàng. Đây là một sự kết hợp giữa bạc và vàng khá là hay. Thực sự là khi mình đi cái event đấy và nhìn thấy cái túi của chị mình trước thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ mua cái túi nào khác ngoài cái túi đấy. Tuy nhiên khi mà nhìn thấy cái túi này thì mình cũng rất là thích luôn. Thế nên là hai chị em đã chia nhau ra mua để có thể về dùng chung. Thế nên mình đã quyết định mua cái túi bạc này, silver này thì đựng được khá là nhiều đồ ở trong này. Mọi người có thể đựng vừa card holder, đựng vừa son, có thể cầm một cái cushion nữa nhưng mà nó sẽ hơi chật một tí đó. Nhưng mà với mình thì cái size này cũng là rất là ok rồi và mình rất là thích những cái thứ mà nhỏ nhỏ con xinh xinh như thế này. Cái xích này thì mọi người có thể đeo qua vai và nếu không thì mọi người sẽ quấn nó quanh tay và cầm như thế này cũng rất là dễ thương luôn đó. Nên đây là cái thứ của mình. Ok, tiếp đến thì là món đồ mà chị họ mình đã mua. Ok, tiếp đến thì là cái món đồ mà bà chị họ mình đã mua. Và cái túi này thì cũng giống của mình nhưng mà khác cái design ấy mọi người. Và cái túi này của chị mình thì có giá là 4.288 đô. Ta-da! Đây chính là cái túi của chị mình. Khi mà nhìn ở trên video thì có lẽ là không rõ bằng ở ngoài đời, nhưng mà nếu mà mọi người nhìn kỹ ấy, thì nó có những cái hạt lấp lánh như này rất là đẹp luôn. Và khi mà mang ra ngoài, khi mọi người xách như này này và nó kiểu bling bling ấy, trông cực kỳ xinh. Và cái màu của bạn này thì là cái color combination khá là classic của Gucci. Nâu với cả màu be như thế này này, rất là vintage nhưng mà trông vẫn kiểu lạ và đẹp. Thật sự cái túi này không mua không được mọi người, nó rất là đẹp luôn. Và cũng cực kỳ dễ phối đồ. Đặc biệt là nếu mọi người đã có kha khá đồ của Gucci rồi thì cái túi này sẽ rất là thích hợp để mọi người có thể sử dụng và phối với những cái món đồ đấy. Ok, cái món đồ tiếp theo mình có thì là một cái cardigan, cũng là cùng cái collection Love Parade đấy luôn. Và cái cardigan này mình order từ cuối tháng 5 nhưng phải đến đầu tháng 8 gì đấy thì nó mới về mọi người ạ. Nên là bây giờ mình mới quay lại từ Việt Nam thì mình vẫn chưa có mở cái áo này ra. Hôm nay ở đây thì mới mở cho mọi người xem. Ta-da! Cái bạn cardigan này thì có giá là 4.525 đô. Mình thì thực sự rất là thích cardigan của Gucci. Cái cardigan trước đấy mà mình đã mua ở Gucci thì cũng na ná như thế này. Mình cảm thấy thực sự là nó rất là chất lượng và trông nó cực kỳ signature. Mọi người chỉ cần nhìn vào là cũng thấy nó đặc trưng của Gucci, mặc dù không cần phải có nhiều logo hay là flashy, nhìn nó vẫn rất là đẹp và sang. Để cho mọi người nhìn gần nhé thì cái này nó có lớp lánh một chút này. Yêu
mọi người mặc lên trên người ấy, và đi ra ngoài nó cũng sẽ kiểu lấp lánh một tí. Nếu mọi người đã xem cái video shopping vlog của mình thì cũng đã nhìn thấy mình mặc cái áo này try on ở trên người rồi. Thì đó, khi mà thử cái áo này ở cái event đấy thì mình không thể cưỡng lại được mà phải mua luôn. Thì bạn ấy sẽ rất là thích hợp để mặc vào mùa thu và mùa đông, đặc biệt là khi mặc đi những cái sự kiện quan trọng thì trông nhìn nó sẽ cực kỳ lịch thiệp và sang. Nên là mình đã quyết định mua cái cardigan này. Ok, sau đó thì mình có một cái món đồ dễ thương hơn một chút, đó chính là cái áo phông Gucci này. Bạn này thì có giá là 16 triệu và mình đã mua nó ở Việt Nam. Và cái áo này thì là hình con mèo mọi người ạ. Lúc đầu chị SA có cho mình xem 3 màu là màu này, màu trắng và màu hồng. Cái màu hồng thì có hình con mèo đánh cái đàn guitar cũng rất là dễ thương. Tuy nhiên thì mình thấy cái màu xanh bơ này và mình mặc lên thì trông nó khá là tôn da. Và cái hình con mèo ăn cái này ấy, cực kỳ dễ thương luôn mọi người ạ, không thể nào mà cưỡng lại được. Thế nên là mình đã quyết định chọn cái này. Đây thì cũng có chữ kiểu như là màu hồng tím, đó khá là cute. Một cái sự kết hợp màu sắc rất là dễ thương và cũng cực kỳ đơn giản nhưng mà mình chưa có, thế nên mình đã quyết định mua em này. Ok, và cái món đồ cuối cùng mình có ở Gucci thì cũng là một cái cardigan luôn. Tuy nhiên thì cái cardigan này nó hơi khác một chút. Ta-da, nó là một cái cardigan có lông mọi người ạ. Bạn này thì mình đã mua ở Việt Nam với giá là 71 triệu cộng thuế. Đây vẫn còn tag luôn tại vì mình mới cầm sang bên. Bạn này thì mình đã mua size M và mặc nó rất là dễ chịu và thoải mái. Cái phần lông này mọi người hoàn toàn có thể gỡ nó ra. Đây như mọi người thấy có thể ở đằng sau này, nó có một cái cúc ở đây, mọi người có thể gỡ cái cúc này ra. Thì nếu mà hôm nào mà không cần phải lồng lộn hay là không cần phải lên đồ thì mọi người có thể gỡ cái lông này ra và mặc nó như kiểu một cái cardigan bình thường, mặc đi học các thứ ok. Còn đâu hôm nào mà cần đặc biệt hơn một chút, muốn kiểu nổi bật ấy thì mọi người sẽ bỏ cái lông này vào. Đó, và mọi người có thể nhìn thấy là cái lông này nó cực kỳ tôn da luôn. Nhìn thấy ở trên kệ là mình thấy rất là đẹp rồi nhưng mình không nghĩ là mình có thể mặc được. Cho đến khi mình thử nó thì mình phải mua mọi người ạ, tại vì nó rất là đẹp. Và hơn nữa thì mình cũng đã nhìn thấy chị Mai Davika và cái áo này nhìn rất là xinh luôn. Thế nên là không hề có lý do gì để mà không mua đúng không? Cái này thì sẽ cực kỳ thích hợp mà không nào mà cần phải lên đồ đi event hay là mặc vào mùa thu đông, cũng siêu xinh và nổi bật luôn. Và tổng cộng tất cả những cái món đồ lần này mình đã mua ở Gucci thì hết khoảng tầm 15.328 đô. Ok, món đồ tiếp theo mình có đây thì đến từ Versace. Và bạn này thì là ở trong cái bộ sưu tập của Fendi X Versace. Một chiếc chân váy ở đây. Và cái bạn chân váy này thì có giá là 1.104 đô. Mình đã mua từ đầu tháng 5 rồi, đã có mặc cái bạn này ở Việt Nam rồi. Nếu mà bạn nào theo dõi Insta thì chắc chắn đã nhìn thấy mình mặc cái này hôm mà mình đi xuống Hạ Long chơi. Có những cái chi tiết rất là hay ở đây này, cái cúp này này và cái cây kim đinh này. Cái cây kim đinh này thì cũng khá là signature ở những cái váy của Versace ấy. Còn đây thì chỉ là cây váy nó có in hình Fendi khắp cái váy thôi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng đây là một cái váy rất là dễ mặc, rất là dễ style đồ và cũng khá là lạ và đẹp, nên là mình đã quyết định mua nó. Ok, tiếp đến thì mình có một vài item đến từ Sandro và những cái item này thì mình đã mua để chuẩn bị cho dịp đi học lại. Ok, đầu tiên thì mình có một cái áo này đến từ Sandro, bẻ ra hai bên cổ chữ V như thế này này. Chiếc áo này thì có giá là 7.875.000 đến Việt Nam đồng. Và nói chung là cái áo này thì khá là dễ mặc nhưng mà sẽ không phù hợp để mặc vào mùa hè Hà Nội hay là Sài Gòn đâu, tại vì nó sẽ khá là nóng ấy, nên là sẽ thích hợp hơn để mặc vào mùa thu hay là mùa đông. Sau đó ở đây thì mình cũng có một cái áo màu xanh như thế này. Bạn này thì có giá là 6.825.000. Bạn này thì có một cái màu xanh rất là đẹp và cực kỳ tôn da luôn. Cái áo này sẽ cực kỳ thích hợp khi mà mọi người kết hợp nó với một chiếc quần dài suông, quần tây ấy, màu đen hoặc là chân váy chữ A gì đấy đều ok. Và nói chung là mặc cái này xong rồi cắm thùng ở trước vào ấy, mặc đi học rất là đơn giản luôn. Và cái chất của bạn này thì cũng rất là thoải mái và đặc biệt là vào những cái hôm nào mà nó hơi se lạnh một tí ấy, thì mặc cái này là ok luôn. Ok, sau đó thì mình có một cái áo hoodie hình con Snoopy như thế này. Và cái này thì là màu xanh dương, xanh da trời, rất là mát và mình cũng rất là thích những cái màu xanh như thế này. Mình đã mua bạn này size M và bạn này thì có giá là 5.125.000. Ở đằng sau này thì nó có ghi cái chữ G Somebody Cares. Và ở đằng trước thì nó có một cái hình con Snoopy ở đây, cũng khá là dễ thương. Cái áo hoodie này thì thực sự mình chỉ mua kiểu để mặc đi học hay là mặc đi những cái hôm nào đi chơi hay cần mặc cái gì nhanh nhanh thôi. Đó, thế nên là đấy là cái áo hoodie rất là thoải mái và cái chất của nó cũng rất là mát luôn. Sau đó ở đây thì mình có một cái cardigan này. Và cái áo cardigan này thì có giá là 8.575.000. Bạn cardigan này thì là một cái màu xanh navy blue và nó có cái chữ S ở đây trông rất là đẹp. Khi mà nhìn vào cái cardigan này thì mình nhìn thấy ngay như kiểu là học sinh mặc đi học với mọi người. Thế nên là mình đã quyết định mua cái này. Cái này thì cũng khá là dễ mặc thôi. Mọi người có thể mặc ở trong một cái áo sơ mi khoác ra ngoài khi mà nó lạnh, hoặc là mặc ở trong một cái áo phông gì đấy, rất là casual, đơn giản và lịch sự. Cái màu xanh navy này thì cũng khá là phù hợp với kiểu như là theme của trường học ấy. Thế nên là mình cũng rất là thích và đã quyết định mua nó. Sau đó thì mình có một cái áo như thế này. Cái áo này thì cũng có cái logo giống với cái cardigan vừa nãy mình show cho mọi người xem. Giá của bạn này là bao nhiêu thì mình cũng quên mất rồi, mình cũng mất cái receipt rồi ấy. Cái bạn này thì cũng giống với cái bạn áo xanh vừa nãy, cũng chỉ là một cái áo cổ V màu trắng cực kỳ đơn giản và dễ phối đồ. Mình có thể mặc cái này với cả quần tây hay là váy chữ A như mình đã nói vừa nãy, đều có thể mặc được ok luôn. Mặc đi học thì nói chung là nhìn nó lịch sự với cả trông nó tươm tất ấy. Cái chất len của bạn này thì nó mỏng nhưng mà nó cũng khá là ấm, thế nên là mặc vào mùa hè thì chắc chắn là sẽ bị nóng, nên là mình sẽ để dành cái này để mặc vào
thu hoặc là mùa đông. Và hơn nữa thì hầu hết những cái món đồ mà mình có mùa Sanjo này đều được sale. Thế nên là nếu mọi người đợi đến gần cuối season của một cái bộ sưu tập gì đấy thì mọi người sẽ săn được rất là nhiều dịp sale. Ok, sau đó thì mình có một cái món đồ đến từ một cái designer brand Hàn Quốc và tên là Minju Kim. Và cái váy này thì mình cũng đã có mặc trong một cái sinh nhật của mình từ đợt tháng 5 khá là lâu rồi. Mình thì đã mua bạn này với giá là 570 đô. Đây thì cũng chỉ là một cái váy đen little black dress khá là basic và đơn giản. Tuy nhiên thì mình vẫn quyết định mua tại vì cái độ basic của nó dễ mặc dễ dùng ấy. Nó có cái phần dây như này khá là thú vị, thì mọi người có thể mặc theo nhiều kiểu, mọi người thích kiểu buộc chéo qua cổ cũng được hoặc là buộc thẳng ngang vai cũng ok. Ok, sau đó thì mình có một cái món đồ đến từ Louis Vuitton mà mình đã mua ngay từ khi mình vừa mới về Việt Nam ấy. Có lẽ là mọi người cũng đã đoán được đó là gì rồi đúng không? Ta-da! Đây chính là một cái vali mà mình đã mua ở Louis Vuitton. Bạn này thì có giá là 3.504 đô. Và thực sự trước khi mà mua cái vali này thì mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều là có nên mua của Rimowa không hay là mua của LV. Tại vì mình cá nhân mình thấy thì LV nó nặng hơn, với cả cái độ tiện dụng của nó cũng không bằng Rimowa và cái độ bền nó cũng không bằng nữa. Tuy nhiên thì cá nhân mình thấy nó rất là đẹp, và khi mình ghé qua hai cửa hàng LV và Rimowa ở Sài Gòn ý và đã thử kiểu như là kéo cái vali, thực sự là mình cũng thấy là Rimowa kéo thích hơn thật. Tuy nhiên thì mẹ mình lại bảo là mình hợp với LV hơn, thế nên là mẹ mình đã mua cho mình cái vali này. Từ đầu thì cái chỗ này mình chọn nó là cái màu hồng cơ mọi người ạ. Tuy nhiên khi mà đi ra ngoài nắng nhiều và khi sử dụng nhiều ấy thì nó sẽ dần dần chuyển sang màu vàng. Bây giờ thì nó chưa chuyển hẳn đâu, nhưng mà nó cũng không còn cái màu hồng như là lúc đầu mình mới mua nữa rồi. Và đây, khi mọi người mở cái vali nó sẽ mở lên như này, và một điểm mà mình thấy nó cũng vừa hay mà vừa rất là đáng ghét của cái vali này là nó là một cái thanh dài như thế này mọi người ạ. Thường thường thì với những cái thanh mà nó kiểu nhỏ hơn ấy thì mọi người có thể dễ dàng móc túi của mọi người xung quanh. Tuy nhiên thì cái thanh này nó khá là dài, thế nên là khi móc túi nó cũng sẽ khó hơn. Chỉ được cái là trông nó kiểu thẩm mỹ. Ngoài ra thì khi mà mua vali thì họ cũng có khắc tên cho mọi người. Thì mình đã khắc cái chữ IN đây, không biết là mọi người có nhìn thấy không, có vẻ hơi khó nhìn ý. Nhưng mà khi mà đi mua cái vali này thì mình cũng đã có quay một cái TikTok nhỏ, thế nên là bạn nào mà quan tâm thì có thể qua TikTok của mình để xem cái vlog mà hôm mình đi mua cái vali này. Cũng sẽ show được cho mọi người ở trong với cả cái vali nhìn nó như thế nào ấy. Ok, và một cái item tiếp theo mình có thì đến từ Chanel, nhưng mà đây thì không phải là quần áo hay là túi tiếc gì cả, mà chính là một cái kính. Cái kính này thì mình đã mua ở Việt Nam với giá là 16.510.000, thì là khoảng tầm 700 đô Mỹ. Mình sẽ show cho mọi người cái chi tiết của cái kính này nhé. Một cái chữ Chanel ở đây, và mình rất là thích cái gọng của nó. Cái gọng này thì không phải là cái gọng tròn như là bình thường mình hay đeo, mà là một cái gọng kiểu như là lục giác ấy mọi người, sáu cạnh ấy. Trông nó khá là hay. Thì tại vì mình bị cận ấy mọi người nên là mình đang đeo lens, nhưng mà thường lúc mà mình không đeo lens thì mình sẽ đeo kính kiểu giống như này. Đó. Chứ mà mình cảm thấy thì mình đeo kính trông nó không đẹp lắm. Bây giờ gần đây thì mình cũng muốn kiểu như là đổi thử gọng, tại vì hồi xưa mình toàn đeo gọng tròn thôi, nên bây giờ mình đổi sang thử cái gọng này xem như thế nào. Ok, và cuối cùng thì mình có những cái món đồ đến từ những cái brand lặt vặt nhỏ nhỏ. Đầu tiên thì là cái áo này đến từ Low Classic mà cũng khá là nhiều bạn đã hỏi mình. Áo này thì có giá là 195 đô, cũng là tầm tầm kiểu mid end thôi ấy mọi người. Và bạn này thì đến từ Low Classic. Đây thì là một cái áo sơ mi, cái chất vải thì mình không biết phải mô tả như thế nào, nhưng mặc lên nó rất là mát và ôm vào người cực kỳ tôn dáng, cực kỳ xinh luôn. Cái áo này thì rất là dễ để phối đồ luôn, mọi người có thể mặc với một cái chân váy mini skirt hoặc là skirt, những cái kiểu quần mà giả váy ấy. Mình thì hay mặc cái áo này với cả cái quần giả váy Dior của mình, và sau đó thì đeo cái saddle bag và đi một cái đôi boots màu kem, trông là cực kỳ xinh rồi. À, cái áo này thì sẽ thích hợp hơn để mặc vào mùa hè hoặc là mùa xuân, cái lúc mà nó không quá lạnh ấy mọi người. Hoặc là mọi người có thể mặc cái áo này ở trong để layer lên ở những cái outfit khác. Sau đó thì mình đã mua một cái đôi dép của Palm Angels mà mình không có ở đây, tại vì mình đã mang về Việt Nam và mình cũng đã cho em họ của mình luôn rồi. Và cái đôi dép đấy thì có giá là 145 đô, và mình sẽ để ảnh ở đây. Nó là một cái đôi dép màu hồng khá là dễ thương. Mình thì đã mua size 9 là cái size bình thường mình hay đi, tuy nhiên thì mang thì nó vừa, nhưng mà kiểu nó vừa khít ấy mọi người, và mình thì không thích đi dép mà nó vừa khít như thế, thế nên là mình đã cho đi. Sau đó thì mình có một cái món đồ đến từ thương hiệu Area, là một trong những cái brand mà mình cũng khá là thích, đặc biệt là về những cái kiểu quần áo đi quẩy, đi tiệc lấp lánh linh linh các thứ ấy. Cái này thì có giá là 285 đô. Và đây thì nó kiểu như là có một cái dây ở cổ như thế này, sau đó thì mọi người sẽ quấn quanh qua. Cái này thì sẽ hở ở tay, và nó cũng sẽ khá là ôm vào người của mọi người nữa. Trông thì vừa basic vừa sexy, và cũng vừa đủ cái độ bling để mọi người có thể mặc đi một cái bữa quẩy gì đấy nhẹ nhàng. Và món đồ cuối cùng ở trong kho mình có ở đây thì là một cái món đồ phụ kiện đến từ Alexander Rich. Ta-da! Ở đây thì mình đã mua một cái đôi khuyên tai, và bạn này thì có giá là 432 đô. Cái đôi khuyên tai này thì khá là lồng lộn mọi người ạ, nhưng mà đây rất là phù hợp để mọi người có thể style với những cái bộ quần áo mà nó kiểu hơi trống trống một tí, thì cái đôi khuyên tai này nó sẽ nổi bật hơn và nó sẽ cân bằng lại cái bộ đồ hơn, thế nên là mình quyết định mua nó. Ok, và đấy là tất cả các món đồ ở trong cái haul lần này. Và mình cũng biết rằng mọi người đã phải đợi khá là lâu từ cái haul trước của mình, tuy nhiên thì tại vì mình muốn làm một cái haul kiểu như là hoàn chỉnh và nhiều đồ để cho mọi người xem ấy, thế nên là mình đã gộp rất là nhiều tháng shopping của mình vào để có thể quay cho mọi người một cái haul to như thế này luôn. Thì tất cả những cái món đồ mình có ở đây cũng đều là những cái món đồ mình đã mua từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 vừa rồi.
Thế nên là đấy, mình đã show hết cho mọi người xem rồi, và mình mong rằng mọi người thích cái haul này như là mình thích cả những cái món đồ mình có ở đây. Và mặc dù đã nói ở cái haul trước là mình sẽ không đi shopping nữa, tuy nhiên thì mình không nghĩ là điều đấy có thể xảy ra. Mình sẽ chỉ kiểu như là cân nhắc kỹ hơn về những cái món đồ mình sẽ mua. Và chắc chắn là nếu mà có dịp nào mà đi shopping thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người trên Instagram story trước. Thế nên là bạn nào mà thích những cái content về shopping hay là thích những kiểu haul của mình như thế này ấy, thì mọi người có thể lên trên Instagram và theo dõi account của mình @am905, tại vì là mình đang rất là nhiều những cái content shopping ở trên đấy. Khi mình đi mua đồ các thứ thì mình cũng có chụp ảnh cho mọi người và quay unbox cho mọi người trên đấy luôn. Thế nên là bạn nào mà đã theo dõi Instagram của mình thì cũng đã thấy hầu hết tất cả những cái món đồ ở trong cái haul này rồi. Và đấy thì cũng là tất cả những cái gì mình có cho mọi người trong cái video ngày hôm nay rồi. Và mình mong rằng mọi người thích cái video lần này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video đến đây, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở trong cái video khác nhé. Bye bye.